Xin chào mọi người, mình là Thi đây. Chào mừng mọi người đã quay lại với gian bếp của mình. Hôm nay mình chia sẻ công thức nấu bún bò siêu đơn giản. Ở đây mình có giò heo và bắp bò mình trần sơ với muối nha. Tiếp theo là mình làm chả tôm, giã nát tôm hoặc là xay nhuyễn cũng được. Mình có giò sống và một ít thịt băm. Cho tôm giã nhuyễn vào và trộn đều. Thêm một tí tiêu và bột bắp nữa. Nêm nếm lại cho vừa khẩu vị. Trộn đến khi chả nó quế lại như vậy là được nè mọi người. Giò heo sau khi trần sơ thì mình rửa sạch lại. Sau đó cho thêm hành tây và sả vào để nấu nước lèo. Tới phần quan trọng nè mọi người. Cho mắm rút hế lọc lại với nước, lọc khoảng 2-3 lần là được. Nên là mình nấu theo kiểu của mình nha. Mình thấy ngon nên mình chia sẻ công thức lại cho mọi người. Bắp bò và giò heo đã mềm hết rồi nè. Mẹ mình mua được cái bắp bò hoa này ngon lắm. Mình cho mắm rút đã lọc vào nồi nước lèo như thế này. Lấy phần trên của mắm rút thôi nha, phần ở dưới mình bỏ. Vớt bọt liên tục sau đó nêm nếm lại. Cho vào ít bầu điều nữa rồi ăn thôi nào. Cho bún ra tô, chọn giò móng ngon nhất. Thêm bắp bò lên nữa, cho hành lá và hành tây sắc mỏng. Mình đang đói bụng lắm luôn, mọi người có đang đói không? Cái chả tôm á, khi nào mình ăn thì mình hãy bỏ vào nồi nước lèo nha. Chả tôm khi chín thì nó sẽ nổi lên. Chan nước lèo thiệt nóng vào, thêm một tí nước béo ở trên nữa.